Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đồng đạo và quý vị khán thính giả kính mến, chương trình diễn ngâm thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Chương trình xin được diễn ngâm qua bài Nghĩ Những Ngày Qua. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương chợ quán năm Canh Thìn. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe qua bài này do phần diễn ngâm của Hoài Thương. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ ngồi nghỉ những ngày qua, lòng tớ là không chẳng nhớ nhà. Nhớ cả vạn dân trong bốn biển, gặp hỏi truy lạc đảo càng xa. Mộng hồn trong bóng dặn dơ bay, xương tỏa trắng trong chói gạn đài. Bóng xế tà tà về núi ngủ, trong chừng ông tạo vẽ tuồng hai. Ông hỏi khách chờ khách sẽ xem, cảnh cũ ôi thôi quá cũ mềm. Dùng dây đỡ nâng cơn sấm chớp, dính qua phủ quỷ chẳng mơ thèm. Phúc chốc vui mừng cuộc trí trí, cùng nhau hiệp mặt hết sầu bi. Tình yêu nhân loại càng thêm đậm, có lẽ chợt nhớ lúc thành thì xúc động tâm hoài, gọi chúng sanh thoát ly cảnh tục sớm tu hành. Giác thuyền đến bến đưa người thế, chớ đắm hồng trần nẻo lời danh. Nam mô A Di Đà Phật.